Hiện tại thì cũng khoảng khoảng 4 giờ chiều rồi. Bình Dương bữa mùng 6 sau khi bạn tới xong mình qua thăm gãy. Trời âm u lắm. Ông anh mình đang tưới gãy. Đây là cái vàng đậu đủ mình đang trồng. Còn mấy hôm nay là cả xà lách ha. Xem đó là mấy cây không mình. Xem xem. Cái này ngày mơ chứ thu hoạch được, mơ thu hoạch. Mơ thu hoạch mình đem bán nha. Có tương đối nhiều. Nó xài lắm. Nếu thu hoạch hết luôn cái đám rau này chắc khoảng 20 kg á. Xe vô đó là mấy cái bí rau. Bí rau bây giờ. Rau bây giờ chồng mà lấy lá. Lấy bông. Chồng lấy bông. Nhìn đám rau xanh ngon không? Có tương đối nhiều.